Hello, xin chào mọi người nha. Em xin giới thiệu, em là Thi. Bạn của em là Thi Mô Tô Thủ Đức, là trạm xe lướt chuyên mua bán trao đổi tất cả các loại xe hai bánh nha, xe mô tô nè, xe tay ga, xe số các loại nha. Địa chỉ của em là 1268 đường Thái Bình Canh, phường Liên Trung, quận Thủ Đức. Cái này là nhà của em luôn nha. Với lại là bên em có một website là thimotothuduc.vn, thì anh chị có thể vào trong đó để tham khảo những cái dòng xe hiện tại có ở cửa hàng. Thì xe nào bán á, thì em sẽ xóa đi, còn xe nào còn thì ở trong đó hết. Thì em giới thiệu sơ rồi nha, còn những phần hậu mãi thì anh em xem ở cuối clip. Thì bây giờ là vào phần chính, là nhân viên em sẽ quay chi tiết chiếc xe cho anh em xem. Rồi, hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại kênh YouTube của trạm xe lướt Thi Mô Tô Thủ Đức nha. Bữa nay làm về cho anh em được hai mẫu xe của Yamaha. Hai con này là một con là chùm phân khúc nách kịch bài phân khối lớn, một con là vua phân khối nhỏ nha anh em. Vua phân khúc 150cc mà xì bọt bay. Yamaha R15 2018, bữa nay em bán cho anh em chỉ có 34 củ, 800.000 thôi anh em ơi. Còn cái chiếc super nách kịch bài này của Yamaha thì em bán cho anh em 250 mấy củ nha. Đăng ký 2017, đồ chơi ê hề luôn anh em ơi. Ngoài ra là nhắc lại cho anh em một cái sự kiện trong cái dịp Tết Trung Thu lần này, là khi mà anh em qua bên cửa hàng của em mua xe là em sẽ gửi tặng cho anh em một cái hộp bánh Trung Thu như thế này đó, để chi ân và cũng như là lời cảm ơn của em dành tới cho anh em. Cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ cửa hàng của em trong thời gian vừa qua ha. Và anh em lưu ý giúp em là sự kiện lần này nó sẽ kéo dài cho tới hết ngày 18 tháng 9, tức là nhằm vào ngày 15 tháng 8 âm lịch. Anh em nào mà đang có nhu cầu muốn mua xe, tìm xe lướt giá tốt thì anh em nhớ liên hệ với em để có thể lấy về những cái phần quà ý nghĩa như thế này trong dịp Tết Trung Thu này nha mọi người. Ngoài ra là hiện tại bên em số lượng xe cũng đang vơi dần rồi. Bữa nay là một ngày bán xe của em trôi qua rất là hấp tấp, vội vã, bán xe liên tục, bán gần hết xe luôn rồi. Nên là anh em nào đang có nhu cầu muốn bán xe nhanh gọn lẹ giá tốt thì anh em nhớ liên hệ với em ha. Rồi, vô khung hình chính ở đây thì em sẽ quay cho mọi người trước chiếc Yamaha MT10 nha. Con này đăng ký 2017, em bán 250 mấy củ thôi nè. Đó, biển số Sài Gòn luôn. Đồ chơi thì nói chung là cũng đủ xài, đủ dùng mọi người ơi. Đó, những cái món đồ cơ bản cần thiết nhất trên một chiếc xe nách kịch bay như thế này thì nó sẽ gồm có những cái món sau đây. Đầu tiên sẽ là một cái kính chắn gió nè. Đó, cái này là màu khói nha, rất là cool ngầu nha anh em ơi. Đó, và cái con này nó có một cụm đầu đèn của nó giống như là một chiếc một con gì ta, trên former đó, anh em thấy không, một bên pha một bên có, nhìn rất là ngầu ha. Về trước con này là được trang bị cho anh em một cái về trước carbon, đó, carbon real nha anh em ha. Mâm là màu xanh GB. À, ngang ngắn thẳng thớm, không có cong vênh gì hết nha mọi người. Vỏ này hiện tại vẫn đang trong tình trạng là sử dụng tốt, anh em về là không cần phải thay thế gì hết nha anh em. Đó, phuộc là không có xì dầu chảy nhớt cả cây bên đây cả cây bên kia luôn ha anh em ha. Và được dán bảo vệ một cái lớp đề can nhám ở đây nè, đó, tránh cái tình trạng mà khi anh em đi đằng sau một chiếc xe khác thì sẽ bị đá nó bắn vô, gây ra là cái tình trạng là bị nhăm nhăm vỏ phuộc ha. Rồi, heo dầu vẫn là heo zin luôn đó, nhưng mà tình trạng heo sử dụng rất là tốt ha nè, đồ zin lúc nào nó cũng ngon hết. À, ở đây cũng được trang bị sẵn cho anh em một cái bảo vệ bánh trước Evotech ha, che các nước, che các nhớt, con này cũng có sẵn cho anh em luôn đó. Về là khó cần gắn, khó cần trang bị gì hết anh em. Rồi mình qua tới cái phần bên đây ha. Này, dĩa đồ hai bên cũng còn rất là đẹp nha anh em, vẫn trong tình trạng sử dụng tốt nha. Ốc titan con này là vô rất là nhiều, đó, ốc dĩa đồ anh em thấy nè, rất là nhiều ốc luôn. Đó, cây phục bên đây cũng không có xì dầu chảy nhớt gì hết nha anh em, tình trạng là đẹp lên ken xà beng. 27 tới bây giờ là 7 năm rồi đó, và xe giữ được một chiếc xe ngon nghẻ như vậy thì cũng rất là hiếm khi mà gặp anh em mọi người. Tay thắng tay côn là vẫn sử dụng tay thắng tay côn viên, đó, nó tay nó hơi nặng chút xíu, do con này là nó quá mạnh đi nên là cái bộ côn, bộ nồi của nó hơi nặng đó. Anh em muốn cải thiện cái lực bóp côn thì anh em có thể mua một cái tay côn đồ chơi khác anh em gắn vô ha. Và con này ở phần lốc máy dưới đây là anh em nhiều khi sẽ thấy nó lạ lạ đúng không, tại sao MT10 nó lại có một cái miếng mỏ cài như thế này đó. Em qua bên đây em quay cho mọi người coi đó,
Này, nhìn ở cái góc nhìn này là em thấy nó xe nó lạ đúng không? Bắt đầu là mình thấy cái xe nó hơi bự bự, nó hầm hố hơn. Và cái mỏ cài này mua cũng mấy triệu bạc nha anh em. Đó, nó được đúc nguyên một khối luôn. Đó, từ đây xuống nè. Nó che cho tới hết cái sườn sau, cái sườn sườn chính luôn anh em. Đó, nó nhú qua cái sườn chính luôn, tới cái phần cổ bô đây luôn. Đó, cái bộ này cũng mấy triệu nha mọi người. Và con này lên được một cặp kèn, anh em thấy là khủng bố luôn. Bóp một cái thôi là hồn phách phân ly luôn nha anh em. Em nghe nhiều khi em còn quảng hồn lắm, lẽ em sẽ bóp cho mọi người nghe. Rồi, máy móc con này, đó anh em nhìn vô nè, thấy đẳng cấp không? Ốc này toàn bộ là ốc real hết nha mọi người. Những con xe này là không bao giờ chơi ốc phạt ke trong những cái lốc máy như thế này nha. Toàn bộ là ốc real hết. Đó, một cái bộ chống đổ lốc T-Rex. Nó là cứng luôn. Mình là gõ vô là gãy tay luôn anh em. Đó nên là anh em chạy xe mấy con xe như thế này có bộ chống độ lốc uy tín như thế này thì anh em không bao giờ mà sợ cái tình trạng mà bị ngã xe bể lốc hết nha. Bộ chống độ lốc nó rất là cứng. Ốc titan đây em nhìn chóng mặt luôn mọi người. Đây có ốc titan đây nè. Khắp nơi đều là titan nhé. Giống đèn vâu. Rồi tay tay thắng mà là sử dụng tay thắng zin ha. Cùm công tắc những cái ký hiệu trên cùm nhìn còn rất là rõ ha. Nút chỉnh chắc sành control nè, cốt pha bát xin nè, nút rui control nè, kèn nè, nè đây là để bật tắt chức năng rui control. Khi mà anh em chạy từ số 3 số 4 tốc độ trên 60 là anh em có thể sử dụng rui control được ha. Này công tắc đề. Đó, chỉnh mod đồ đây nè. Này là nút hazard. Rồi đó em sẽ test hệ thống điện cho mọi người coi. Rồi, ở đây chúng ta lại thấy được bốn con ốc titan ở ngay cái chụp ghi đông và một con tán titan ở ngay cái cốt cổ. Đó, anh em thấy không? Phục là rất là đẹp ha anh em ha. Đó, chưa có dấu nại mở gì hết nha anh em. Phục vẫn đang trong tình trạng rất là tốt, chưa cần phải đi bảo dưỡng phục hồi gì hết nha mọi người. Bình xăng hai bên, đó màu xanh, con này là phiên bản màu xanh GB nha anh em. Có sẵn cho anh em ba miếng dán bình xăng luôn. Đó, và bình xăng ở đây anh em thấy nha, từng cái dàn nhựa nó đều rất là cứng cáp ha. Ở đây chỉ có cái là hơi bung nhẹ thôi. Anh em về anh em chịu khó dán lại giùm em ha mọi người ha. Đó, không có bị cắn mớp hoặc là chóc sơn bay màu gì hết nha anh em. Đó, xe này hoạt động trong tình trạng rất là ok. Chống đổ thân T-Rex luôn. Đó, full bộ ống nước Samco màu đỏ đỏ nè. Đó, Samco Water Sport gì đó. À, Samco Sport thôi chứ không có chữ Water, Water làm chế thêm. Đó, rồi máy móc đồ là bảo trì, bảo dưỡng đầy đủ ha anh em. Máy này lên là anh em chỉ có dặn thôi. Đó, con này là hiện tại hôm bữa là cũng được reflux lại rồi. Đó. Đây con ốc ngay chỗ cái sườn nè, anh em thấy nè. Cũng là titan luôn ha. Cái chân đồ titan, cho cái chân đồ còn rất là đẹp. Đó, bô thì đang đi một cái bộ bô SC Rochette lông sữa bò, âm thanh cực kỳ tê tái trên cục máy crossland luôn nè. Cổ slip on titan nè. Mâm sao cũng ngang ngắn thẳng thớp, không có bị cong vênh xiên dẹo gì hết nha mọi người. Dĩa còn rất là mịn màng nè. Đó, có một cái bên gù Evotech chống đổ bánh sau Evotech. Đó, vỏ thì nãy em nói cho mọi người, vỏ đang trong tình trạng sử dụng tốt. Vỏ hiện tại đang đi là cặp vỏ Super Corsa. Đó, yên này được làm một cái hoa văn trên yên, nhìn nè. Đó, rất là mềm mịn luôn nha anh em. Yên này là làm loại xịn chứ không phải loại dởm đâu. Đó, ba ga đằng sau để cho anh em có thể đi tour ngắn, bỏ túi lên chở đồ ha. Đó, cụm đèn hậu hình như là được tích hợp xi nhan luôn hay sao, để mở chìa khóa lên coi. Đó, chìa khóa cũng được ốp một cái ốp của Spiderbit này nè. Nhìn chìa khóa nó bự à, quá trời bự. Đây, test hệ thống đèn ha. Đó, đèn hậu tích hợp xi nhan, nó chớp từ trong ra ngoài rất là đẹp. Biển số nhìn cũng dễ thương nữa em, 20100, đập một cái là nhớ liền ha. Rồi, nhông sơn dĩa này cũng đang trong tình trạng rất là tốt, rất là ok. Gấp đồ cũng ngang ngắn thẳng thớp hết nha mọi người. Những con tán dĩa là sử dụng tán titan nè. Đó, và đây cũng là Evotech ở bên này ha. Cho các chân đây, rất là đẹp, liền lạc. Đó, phần lốc máy anh em, ở đây anh em cũng thấy là được trang bị mấy con ốc titan luôn nè mọi người. Đó, lại là một cái chống đổ lốc T-Rex ha. Whitship con này sử dụng Whitship 2 chiều của Cordona. Đó, một cái thương hiệu Whitship rất là uy tín ha mọi người. Đó, anh em thấy là mọi thứ trên con xe này đều rất là ok. Đó, anh em nào mà đang có nhu cầu muốn tìm mua MT10 thì anh em nhớ liên hệ với em ha. Bây giờ em sẽ nổ máy cho mọi người nghe tiếng máy ha. Đây chỉnh mod đây. Đó, mod là bao gồm 3 mod ha. A, B, Standard. Standard là yếu nhất nha anh em. A là mạnh nhất, B là mức trung bình ha. Anh em có thể chỉnh Custom Control ở đây. Đây là Custom Control nè.
Quick Shift được kích hoạt rồi nè. Đây anh em chỉnh các sân control thì anh em chỉnh vô đây ha, đó hai độ nè, anh em tắt luôn nè. Đó anh em đè giữ nút lên như thế này là anh em sẽ tắt được chất sân control đó, lúc đó là xe là vô chế độ hủy diệt nha anh em. Rồi bây giờ nổ máy cho anh em nghe tiếng máy nè. Luôn cái hộp bánh rồi anh em ơi, trời ơi, lộ luôn nhân phẩm bên trong mà. Bô này mạnh quá, bô này nghe tim em nó còn đập nữa, nó chi hộp bánh nó phải rớt. Rồi nhắc lại mức giá con này cho anh em luôn là 250 mấy củ thôi là anh em đã sở hữu được MT10 2017 biển số Sài Gòn luôn nha anh em. Anh em nào mà đang kiếm những con máy Crossland Super Nách kịch bài này của Yamaha thì anh em nhớ liên hệ với em ha. Rồi qua tới mẫu xe cuối cùng ở đây là chiếc R15. Mẫu này thì quá quen thuộc với anh em mà lúc nào là bên tiệm của em cũng có một hai chiếc cho anh em tới lựa chọn. Một cái phân khúc xe nhỏ cực kỳ hấp dẫn ha anh em. Đó, cạnh tranh trực tiếp với những cái dòng mà CBR150. Con này là phiên bản màu đen, tem đỏ bạc nha anh em. Đây, anh em nhìn nè. Vẫn là một cái nét gì đó rất là độc đáo ha. Dàn áo con này tem zin vẫn còn, rất là cứng cáp ha anh em. Đó, anh em đập vô là anh em thấy liền. Ở đây là anh test bằng lực không à, đó, nên là anh em khỏi cần phải lo. Con này dàn chân trước của nó cũng còn rất là đẹp ha anh em. Đó, cuộc rồi là không có xì dầu chảy nhớt gì hết ha. Màu vàng đặc trưng của Yamaha vẫn còn rất là đẹp. Dĩa đồ là ngang ngắn thẳng thớm anh em. Nó vuốt đó là mượt ha. Heo dầu bố thắng đồ em đã kiểm tra xong hết rồi. Mâm trước mâm sau đều ngang ngắn thẳng thớm hết, không có tình trạng bị cong vênh xiên dẹo hết nha mọi người. Nó sẽ có xuất hiện vài vết xước như thế này. Do trong quá trình sử dụng chủ người ta tháo ra, người ta thay vỏ, người ta giá xe gì đó, nên là nó phải bị thôi. Đó, mấy này là tình trạng này không tránh khỏi ở những con xe nhỏ nha anh em. Xe lớn nhiều khi người ta kỹ chút xíu chứ xe nhỏ ít có người kỹ lắm. Ngồi vỏ trước vỏ sau vẫn còn trong tình trạng sử dụng tốt, anh em chưa cần về phải thay thế ha anh em ha. Rồi phần phụ bên đây. Đó, ti phụ cũng còn rất là đẹp, không có bị xước xát nha, không có xì dầu chảy nhớt hết nha anh em. Đó, máy móc thì con này vẫn là tình trạng nguyên zin, chưa có rớt đầu hạ máy, máy móc khô ráo, không xì dầu chảy nhớt. Không có xì dầu chảy nhớt gì hết nha anh em ha. Đó, bình xăng rồi nè. Ngay ngắn thẳng thớt, không có bị cắn mớp nha anh em, không có bị bể gì hết nha, ốp bình xăng rồi còn rất là đẹp. Xe này từ 2018 mà lại là một mẫu xe thông dụng nữa, nên là anh em đừng có yêu cầu cao quá về cái mức độ hoàn thiện con xe này nha anh em. Chỉ có những cái xe nào mà đét thiệt là cao như là 2022, 2023 thì nhiều khi người ta vẫn còn bảo quản sử dụng con xe này ở mức tốt nhất. Còn con này là xe có tình trạng mà xước dâm nha mọi người. Đó, nó được trang bị cho anh em nè. Vẫn là công nghệ A gì assistant clutch, nồi hỗ trợ giống như nồi slipper clutch đó anh em. Đó. Nhưng mà về máy móc con này em đảm bảo cho mọi người là nguyên zin nha, chưa có hai thế đụng chạm như ha, sườn bọng chẳng ba ngang ngắn thẳng thớm hết. Đây những cái đầu nóc mà đầu gì ta chụp phục anh em nhìn nè, tán cổ nè, trời mọi thứ đều nghiêm chỉnh hết nha anh em. Gấp sau bánh sau đều ngang ngắn thẳng thớm, không có tình trạng xiên dẹo cong vênh ha. Chú gác chân nè anh em nhìn đẹp không. Đó, tay thông số vẫn còn ở đây, nó hơi chóc nhẹ nhưng mà sử dụng vẫn còn nhìn rất là mướt ha anh em. Nó vẫn còn đọc rõ những cái chữ trên miếng tem này. Đó, gác chân sau nè, nhông sinh dĩa đồ còn rất là dày, anh em mua về là thay chạy thôi, không cần phải thay thế gì hết. Đuôi zin vẫn còn luôn, nó xi nhan led đồ chơi ha. Rồi vỏ trước vỏ sau là anh em thấy cái rãnh này em nhét không hút vô dừa luôn đó, bao bám đường bao cho anh em ôm cua cả gói luôn ha anh em ha. Vỏ gai gió nhìn li ti hết, dĩa sau cũng còn rất là đẹp nè. Bô thì còn sử dụng bô zin đó, bố thắng sau nó dày cui luôn anh em thấy không nè, bố thắng nè. Đó, cứ an tâm mà mua xe bên em là anh em sẽ được mua những chiếc xe kiểm tra bảo dưỡng đầy đủ ha anh em ha. Chế độ bảo hành rồi là lúc nào cũng có kèm theo xe, nên là anh em khỏi cần phải đắn đo suy nghĩ gì hết. Rồi máy móc ở đây là anh em nhìn rõ nhất nè. Đó, ốc tán rồi là sáng trưng, giờ áo rất là đã luôn nè. Rồi bây giờ em sẽ nổ máy test tiếng động cơ cho mọi người nha. Đây hệ thống đèn xi nhan cho con xe này. Đó, xi nhan đồ là chớp
đầy đủ, không có thiếu một bóng nào hết nha anh em. Rồi, nổ máy đây. Đồng hồ hiển thị full chức năng, đầy đủ nét, không có bị đứt nét hay là thiếu một cái chức năng nào hết nha mọi người. Đó, con này là xăng nó hơi cạn rồi nên đời nó hơi khó ha anh em. Đó, bắt sim đây. Con còn đó là tốt ha. Nhìn tổng thể một cái màu đen này thì vẫn là một cái màu mà thấy nó mạnh mẽ, cứng cáp nhất. Màu xanh thì thấy nó hơi trong cái chế độ mà yếu điệu hụt nữ chút xíu, nhưng mà màu đen này em thấy nó cứng đâu mọi người. Đó. Rồi, nhắc lại mức giá con xe này cho anh em luôn là 34.800.000 là anh em đã sở hữu được R15 2018. Anh em nào mà đang có nhu cầu muốn tìm mua một trong hai mẫu xe này thì anh em liên hệ với số hotline của em đây ha mọi người, hoặc là anh em có thể truy cập vào website thimotothudức.vn để có thể xem hình ảnh chi tiết của hai mẫu xe này ha. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi clip review hai mẫu xe này của em. Hẹn gặp anh em vào những clip review xe lần sau ha. Các bạn anh em nhớ cho em xin một like, một share, một follow nha mọi người. Khi mà mua xe bên em thì anh em sẽ được những hậu mãi và khuyến mãi sau. Thứ nhất là tặng nhớt nè, thứ hai tặng nón bảo hiểm, thứ ba là bảo hành, thứ tư là tặng voucher khi anh em sử dụng dịch vụ vận chuyển và cứu hộ bên em, thứ năm là bao quay đầu. Ví dụ như anh em có những trường hợp cần tiền gấp hoặc là muốn đổi lên CC thì tụi em vẫn hỗ trợ thu lại. Người xem clip review của nhân viên em đã biết tại sao em đặt tiệm của em là trạm xe lướt rồi đúng không? Thì để một cái xe bán ra thì tụi em có nhiều khâu lắm. Một cái xe tụi em rửa dọn cực kỳ kỹ luôn. Có nhân viên gỡ dàn áo nè, một nhân viên rửa xe nè, một nhân viên kiểm tra và một nhân viên đăng bài. Nói chung là có rất nhiều công đoạn rửa dọn sạch sẽ từ từng con ốc, trà từng con ốc, từng cọng dây sên và gầm trong ngoài là sạch sẽ hết nha mọi người. Đó, những cái chuyện tụi em làm này thì ở ngoài cũng có luôn, thì có những dịch vụ detail, những cái dịch vụ chăm sóc xe người ta sẽ nhận làm, nhưng giá là tầm 1-2 triệu cho mọi người. Mọi người thấy mua xe bên em có lời cái đó không? Đó, mọi người cứ so sánh xe bên em với xe tất cả mọi thì chỗ nha. Làm những cái chuyện đó để mong muốn là có một chiếc xe đẹp đến cho khách hàng và một cái trải nghiệm tốt về xe cũ, xe lướt. Thì khi mà mọi người mua một con xe cũ về thì sẽ được người nhà nè, ví dụ đi người nhà khen là cái xe cũ mà sao lại đẹp, lại keng, lại bóng như vậy, thì vẫn thích hơn là mua một con xe mấy chục triệu, mấy trăm triệu về mà người nhà chê mày bỏ ra số tiền lớn như vậy mà lại mua con xe gọi là chầy xước, cũ dơ hay gì đó vân vân nha. Thì mọi người nghe cái này thấy chán đúng không, thấy nản, nó muốn nghỉ chơi mô tô luôn rồi đúng không? Đó, thì tất cả các xe ở đây thì tụi em sẽ quay clip đầy đủ cho khách hàng, cho mọi người xem. Mọi người ở gần thì có thể xem sơ rồi tới thương lượng một chút xíu về giá, còn mà khách hàng ở xa thì có thể chuyển khoản cọc. Thì tất cả hình ảnh nè và video clip thì tụi em là quay thật 100%, không có chỉnh sửa nha, không có qua chỉnh sửa một chút nào. Thì xe, hình ảnh, clip sao á thì ở ngoài thì hình y chang vậy, không có khác biệt gì hết. Các clip review á thì tụi em sẽ quay rõ là ở trong ngoài, xung quanh toàn cảnh cái xe, chứ tụi em không có nói là cái xe này chiều cao in bao nhiêu, trọng lượng bao nhiêu hoặc là mức tiêu thụ bao nhiêu. Những cái chuyện đó thì anh chị mọi người có thể bấm Google sẽ tìm hiểu cho nó rõ hơn. Những cái chuyện đó là số chung mà, gọi là những cái chuyện chung mà, tụi em không có gọi là review nói những cái chuyện đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip của em nha. Thì mọi người thấy hay thì cho em một like và một subscribe. Thì bấm cái logo bên nhỏ dưới nè, bấm để đăng ký kênh của em. Thì mọi người theo dõi thì có thể chia sẻ với mọi người, chia sẻ với bạn bè. Thì ví dụ như mà được giới thiệu mà khách tới mua và bán xe thì tụi em sẽ trích một nhỏ phần trăm gọi là cà phê gửi tặng anh chị. Rồi, chào mừng mọi người đã biết đến trạm xe lướt Thimoto Thủ Đức nha. Thì trong quá trình mà buôn bán hoặc là trong quá trình sử dụng thì có những không thể tránh được những sai sót nhỏ, thì mong mọi người góp ý hoặc là alo cho tụi em thì để tụi em gọi là sửa những cái sai phạm đó. Rồi, xin cảm ơn anh em nhiều.